Dương rồi các bạn ơi. Quá khó thật sự các bạn ơi. Tiếp tục chỗ này các bạn. Rồi gãy hết luôn những cái cây ở phía bên đó luôn. Chào tất cả các bạn và mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Thì hôm nay là ngày 10 tháng 10, mình vẫn tiếp tục ra đây để cập nhật những cái thông tin và những cái diễn biến hiện tại nơi đây để cho mọi người đang quan tâm ngay lúc này ha. Thì trước tiên mình sẽ quay về máy anh thợ lặn và người nhái cho mọi người xem. Hiện tại thì anh đang di chuyển ra để mà lặn cái điểm mới này các bạn. Cái điểm này là gần khu vực cầu. Còn mấy cái điểm cũ mà anh đã bỏ phao này. Đây nè các bạn. Thì không biết là hôm nay có cái diễn biến gì đó mới mẻ hay không thì mình cũng chưa biết các bạn. Nhưng mình sẽ luôn ở đây để cập những cái thông tin và những cái diễn biến gì đó mới nhất để cho mọi người đang quan tâm. Thì ở đây anh cuộc một cái can này. Giờ anh kéo can lên nè các bạn. Còn cái phía trục vớt thì xe cuốc với xe cẩu cũng đang hoạt động các bạn, cũng đang cẩu lên những cái thanh sắt mà anh đã cắt lên ha. Bây giờ mình sẽ quay lại cái nơi trục vớt cho mọi người xem. Mọi người cũng đã thấy thì đội người nhái cũng đang cố gắng miệt mài tìm kiếm này. Còn có nhiều bạn bình luận trên kênh của mình hỏi mình sao chuối đâu nhiều vậy, thì mình cũng xin nhắc lại cho mọi người xem để hiểu hơn. Thì cách đây tầm khoảng 5-7 cây số gì đó là có một cái bãi chuối khá là to ở trên kia các bạn. Do là nước lũ dâng với lại chảy khá là mạnh nên trôi đi những cái cây chuối như thế này này. Và đặc biệt hơn nữa là ở đây nè các bạn, ở trên nó cứ chảy xuống cái tới cái đây cái gần cái điểm cầu phao là nước nó xoáy quặn này. Đây mình quay cái này cho mọi người xem chi tiết hơn, nó sẽ quặn ngược lại như thế này nè. Dương nhanh cây rồi các bạn ơi. Và bây giờ ảnh sẽ gấp một cái phần nào của thanh sắt nữa này các bạn. Quá dài rồi, mình cũng rất là khó khăn này các bạn, nó dướng díu rồi, đủ hướng hết kìa. Quá khó thật sự các bạn ơi. Mỗi khi mà xe cuốc di chuyển rất là khó khăn đó các bạn. Chứ tại vì ở phía bên dưới xà lan nó không có cố định như trên bờ được. Mỗi khi di chuyển là nó sẽ lắc lư. Đang tìm cách để mà đưa lên bờ. Bây giờ anh đã gấp thêm một cái thanh sắt mà anh đã cắt ra. Giờ lại tiếp tục cậu lên một cái lan can nữa các bạn.
cây nó gãy nghe góp góp vậy. Khi bên dưới thì cứ liên tục cẩu lên này. Hiện tại thì mình thấy ảnh đang cẩu một cái nào phần nào đó của cái nhịp cầu đó các bạn, mà mấy anh đã cắt ra này. Không biết sao anh chưa thể nào mà để cẩu lên bờ kìa. Dương rồi các bạn ơi. Rồi gãy cây luôn rồi. Quá khó cho anh xe cẩu các bạn. Còn ở phía bên xe cuốc ở phía bên dưới thì cũng không hề dễ chút nào luôn á các bạn. Kìa, những cây chuối mọi người có thể nhìn thấy cây chuối mà nó còn dính theo những cái nhịp mà anh đã cắt ra, mặc dù là đã cẩu lên không thể nào mà gớt ra luôn kìa. Trời ơi kìa, mỗi khi mà anh cẩu lên nữa các bạn, cây chuối mình nói lộn, cái cây này mình không biết cây me hay là cái gì nữa, gãy mất tiêu cái đọt luôn hả. Đây là cái bãi mà anh sẽ cẩu những cái thanh sắt bên dưới lên để đây. Mọi người có thể nhìn thấy chiếc xe này. Chiếc xe mà hôm trước anh cẩu lên cũng khá là lâu rồi đó các bạn. Mình có quay cái đoạn phim đó. Thì mọi người ai mà chưa xem có thể quay lại xem cái đoạn phim đó ha. Đây nè các bạn, mình cố gắng zoom gần cho mọi người xem nha. Đây là cái đầu xe công này. Tiếp tục kéo và cẩu lên. Gớt rồi. Giờ lại tiếp tục cẩu này các bạn. Rồi gãy hết luôn những cái cây ở phía bên đó luôn. Kìa. Như là một bộ phim hành động vậy các bạn. Vẫn còn dính nè. Quay lại xe cuốc ở phía bên dưới. Vẫn chưa thấy nào mà cẩu được nữa kìa các bạn ơi. Chắc có lẽ là anh sẽ bẻ gãy luôn cái đọt đó. Và bây giờ mình sẽ quay lại cái nơi mà người nhà ấy lặn tìm cho mọi người xem. Hiện tại mình thấy là mấy anh đã phanh cái vùng vị trí đó các bạn. Và mấy anh tập trung là ở một vị trí này rồi. Thì mình cũng mong là có một cái điều gì đó mới mẻ. Và có một điều gì đó xuất hiện các bạn. Giờ mình sẽ tiếp tục quay trở lại nơi cẩu cho mọi người xem. Còn phía thợ lặn với lại người nhái các bạn, bây giờ mình cũng đã thấy là leo lên trên rồi và tập trung ở vị trí này. Mình cố gắng zoom cái máy xa cho mọi người xem được cái vị trí hiện tại ha. Còn đây là cái mấu cầu của cầu, cái nhịp cầu Phong Châu đó các bạn. Này nước cũng đã rút đi khá là nhiều rồi. Và cái máu ở phía bên dưới cũng đã thấy rõ rệt rồi.
Thì hôm nay mình thấy cẩu khá là nhanh này các bạn. Còn xe cẩu phía trên bờ thì vẫn tiếp tục cẩu lên này các bạn. Đồng đưa như là đánh võng vậy kìa. Mỗi khi mà anh cẩu di chuyển lên trên thì bụi cây ở phía đây là nó gãy hết đọt luôn rồi này các bạn ơi. Thì hiện tại mình thấy người nhái đang di chuyển vào bờ các bạn, chắc có lẽ là không có diễn biến gì mới rồi. Đây nữa này các bạn. Và mình xem coi là ảnh có tiếp tục ra lặn tìm cái khu vực nào nữa không các bạn. Mình sẽ cố gắng cập nhật những cái thông tin và những cái tình hình hiện tại nơi đây để cho mọi người đang quan tâm ngay lúc này ha. Và hôm nay thì mình cũng mong là sẽ có cái điều gì đó mới mẻ hơn các bạn. Trời ơi kìa các bạn ơi. Cậu tìm một cái miếng nào đó của nhịp cầu lại thì một thanh nữa. Hồi nãy ở phía đây này các bạn có một bụi cây rất là to. Bây giờ anh cậu ghi hồi giờ bụi cây ở đây không còn cái cây gì luôn đó các bạn. Thì mình thấy là một chiếc cano của bên thợ lặn, bên người nhái các bạn đang chuẩn bị ra này, tiếp tục rà soát tìm kiếm. Nhưng mà mình cũng không biết là cái điểm nào tiếp theo. Và mình cũng mong là sẽ có gì đó mới mẻ hơn. Mình thấy cái hướng anh đang đi này các bạn là cái hướng về gần gần khu vực cầu rồi. Và bây giờ người nhái cũng đang đi ra này các bạn. Thì thời tiết ở đây thì mình cũng không biết sao các bạn. Hiện tại giờ này cũng đã là 3 giờ rồi nhưng mà thời tiết cứ âm u sao á mọi người. Ảnh sẽ đi ra những cái nơi mà làm dấu này. Cố gắng zoom máy gần cho mọi người xem nha. Phía bên người nhái các bạn, mình thấy đi cái hướng này là cái hướng gần nơi trục vớt. Mình thấy anh quay vô lại rồi. Không biết là anh sẽ rà soát cái điểm nào đây các bạn ơi. Chắc có lẽ là
ảnh đang rà soát vị trí đó các bạn. Cố gắng để quay cho mọi người xem, để xem ảnh sẽ rà soát cái vị trí nào tiếp theo. Như vậy là ảnh thấy, mình thấy là ảnh tấp vô nơi trục vớt rồi các bạn. Và bây giờ mình sẽ quay lại cái hướng cầu phao cho mọi người xem nha. Thì mình cũng xin cập nhật lại cái thông tin cầu phao cho mọi người biết được để mà lưu thông ha. Thì mình mới vừa nhận được cái thông tin các bạn, thì cầu phao sẽ hoạt động từ 5 giờ 30 sáng ha, cho đến 9 giờ tối hàng ngày. Thì có bà con cô chú anh chị ở gần khu vực này để biết được mà lưu thông ha. Còn cái phía này thì mấy anh đang gia cố lại cái cầu phao này các bạn, gác nó đang tấp vô nè. Đây nè các bạn, mỗi khi mà lên dốc thì cô chú mà lên không nổi thì luôn luôn có mấy chú bộ đội để hỗ trợ như thế này. Còn cái nơi trục vớt các bạn, ảnh đang gia cố hàng lại cái cẩu chữ A ở phía bên trên nè. Và bây giờ mình sẽ quay lại nơi đặt công người nhái ha. Thì mình thấy là ảnh đang đi lại cái điểm mới nè các bạn. Mình sẽ zoom cái góc máy này cho mọi người xem được thấy toàn cảnh ha. Thì hồi sáng ảnh sẽ lặn ở phía gần cầu Phong Châu như thế này nè. Và những cái điểm mà ảnh đã đánh dấu này các bạn, mình sẽ gom gần đây. Đây là những cái điểm ảnh đánh dấu ha. Và hiện tại thì mình thấy ảnh đã di chuyển lại cái điểm mới rồi. Đây, đây là cái phao ảnh đã đánh dấu là cái điểm mới nè các bạn. Bây giờ là đang di chuyển lại đó nè. Chắc có lẽ là cái điểm này ảnh đã bỏ neo và lặn rồi. Không biết là ảnh sẽ kéo neo lên hay là làm gì tiếp theo đây các bạn ơi. Đây là gần cầu phao các bạn. Bây giờ thì mình thấy phía bên đặc công người nhái đã vào bờ này các bạn. Không biết là ảnh có tiếp tục đi dò tìm và lặn nữa hay không, mình cũng chưa biết nữa các bạn. Tại vì hiện tại đã là 4 giờ rồi. Bây giờ mình thấy mấy anh đã kéo phao lên luôn rồi. Chắc có lẽ là mấy anh cũng đã nghỉ luôn các bạn. Giờ là kéo tàu lên bờ luôn thôi. Thì chắc có lẽ là cái video mình cũng xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn và mọi người trong những cái video tiếp theo. Mình cũng mong rằng là mỗi ngày sẽ có một cái diễn biến gì đó mới mẻ hơn các bạn. Thì diễn biến hôm nay thì mình chỉ cập nhật cho mọi người xem, hiện tại là chỉ có vậy thôi các bạn. Rồi có lẽ cái video mình cũng xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn và mọi người trong những video tiếp theo.